Dạ vâng, xin chào toàn thể quý vị đã quay trở lại với video của Trung tâm Nhạc cụ Hạnh Phúc. Thì kính thưa quý vị, hiện tại bây giờ đang là buổi tối ngày mùng 5 tháng 8 năm 2019 dương lịch. Thì bên Trung tâm Nhạc cụ Hạnh Phúc vừa cập bến một cây đàn organ chuyên nghiệp dành cho anh em nhạc công đi sâu, đi kiếm tiền. Đây là cây đàn organ PRS770. Thì kính thưa quý vị, hiện tại thì quý vị biết là cái dòng sản phẩm S770 này trên thị trường là không còn hàng mới nữa. Đã ngưng sản xuất và không còn hàng mới để mà bán trên thị trường nữa. Bây giờ quý vị muốn mua mới độc hộp không có hàng để mà cho quý vị nữa. Đấy, thì thưa quý vị, là với hiện tại bây giờ thì cái dòng 770 thì rất được nhiều người ưa chuộng. Từ những anh nhạc công đi làm kiếm sâu này, hay là tất cả những người mà chúng ta mới tập chơi học, mới học cũng mua cây này. Vì thứ nhất là cây 770 này nó về cái tất cả mọi tính năng này, về chất âm, về sampler, style, tất cả mọi thứ là nó khá là ổn, khá là ok để chúng ta bắt đầu là chơi một bản nhạc gì đó. Nó rất là chất và nó rất là ok so với thời điểm bây giờ. Thì sau này thì có những cái cây cao cấp lên thì không biết, nhưng đến thời điểm bây giờ với cái tầm tiền này, vừa rẻ vừa ok tất cả mọi thứ so với tầm tiền với cây đàn của hãng Yamaha PRS770 này, thì cây 770 là được sự lựa chọn của rất là nhiều người khi mà lựa chọn mua cái dòng sản phẩm của Yamaha. Thì em bán được rất là nhiều cái dòng S770 này rồi, kể cả mới hay cũ, rất là nhiều người hỏi mua. Đấy, thì trên thị trường là trong suốt mấy năm vừa qua, từ những cái năm mà 770 ra đời trên thị trường, em bán khoảng vài trăm cây như thế này rồi, thưa quý vị nhé, khá là nhiều rồi ạ. Đấy, nên là em cam kết với quý vị là quý vị sự lựa chọn cái dòng S770, bất cứ ai cũng vậy, từ người tập chơi, người mới học hay là nhạc công thì đi làm hay đi học nó cũng rất là ok ở trên cây đàn này. Thì hiện tại thì cái cây đàn này vừa mới cập bến tại Trung tâm Nhạc cụ Hạnh Phúc. Hình thức bên ngoài thì tất cả mọi thứ là trước mắt quý vị đấy, đàn thì là đàn cũ do anh em nhạc công làm sâu, không dán ni non, nên là có một số chỗ là có, đây chẳng hạn như chỗ này có bóng sơn, bạc sơn này, bạc chữ này. Đấy, quý vị nhìn kỹ nhá. Đó, đây là điểm chi tiết ở đây. Đấy, còn đây là phần phần ben. Đó, phần ben thì có bóng ở đây vì anh em hay đặt ở đây để đẩy phích ben này lên. Đó là cái điểm thứ hai. Và điểm thứ ba, đó là cái điểm dạng cạnh, là anh em nhạc công đi làm sâu thì khoác đàn ở trên vai, đặt cái cạnh phải này nó chống trên yên xe máy, thì mỗi lần anh em đi thì nó rung. Rung thì bắt đầu nó mới nứt ra dần, chứ không phải đàn đánh rơi nhá quý vị. Rất là nhiều người cứ nghĩ là đàn này đánh rơi, nhưng cam kết với quý vị là 10 anh nhạc công đi làm sâu kiếm tiền bằng xe máy thì cả 10 anh đều bị giằng cạnh, thưa quý vị nhé. Trừ khi anh nào mà buộc ngang nằm ở trên xe, còn bác nào mà cứ đi mà khoác trên vai xong là đặt chống cái đầu xuống yên xe nhé, cam kết với quý vị nhé, chỉ hết một mùa sâu là đàn sẽ giằng cạnh như này, cam kết với quý vị luôn đấy. Mà một khi nó giằng thì nó sẽ giằng nhỏ, nó sẽ to dần đấy. Vì nó đã có vết nứt rồi thì nó dạng nhỏ, từ nhỏ cho đến to dần, thưa quý vị nhé. Đó là cái điểm mà quý vị lưu ý. Còn cam kết với quý vị, cây đàn này máy móc nguyên zin, là chưa hề sửa chữa vấn đề gì cả trong cây đàn này nhé. Đó, đó là cái điều mà cam kết với quý vị như vậy. Và tiếp theo là cục nguồn. Thì cục nguồn ở cây đàn này là cục nguồn zin. Đó, cục nguồn zin theo đàn này, chưa hề bổ ra, chưa hề sửa chữa. Đấy, chỉ có mỗi đứt dây là nối ở đây, nối ở bên ngoài này, và đã đúc gen đốt rất là ok, rất là ổn cho quý vị rồi. Đấy, bây giờ là em sẽ cắm cái cục nguồn này vào để mà thử khởi động đàn cho quý vị xem. Tí cây đàn này ngày hôm nay em chốt cho bác nào nhanh tay nhất liên hệ, nhấc máy liên hệ với em theo số điện thoại 0989634982. Em chốt với giá là 15 triệu, thưa quý vị nhé. Em xin nhắc lại là em chốt với giá là 15 triệu, bán nhanh cho quý vị. Mặc dù là thời điểm này 770 rất hiếm trên thị trường, rất là nhiều người hỏi, thưa quý vị ạ. Trong suốt thời gian vừa qua có rất là nhiều người hỏi mua đàn S770, vì 770 nó như lúc đầu em đã nói rồi, nó phân khúc, nó vừa tầm tiền này, chất lượng nó cũng khá là ok để chúng ta chơi tất cả mọi thứ. Đó, nó chỉ thua con 970 là về bộ nhớ sampler và chất âm, âm thanh, đường âm thanh như ở nó 19-10. Đấy, thua con 970 như vậy. Còn đâu về đọc sở tai, đọc tiếng như nhau, thưa quý vị nhé. Tất cả mọi thứ là hầu như là như nhau. Đấy, thì cái cây 770 này thứ nhất là vừa tầm tiền này, dễ sử dụng này, chất âm cũng khá là ổn. Nên là bác nào chốt nhanh cho em thì nhấc máy liên hệ với em
theo số điện thoại của em là 0989634982. Giá em bán là 15 triệu. Ngoài đàn nguồn zin và một chiếc bao da như thế này. Đây là một chiếc bao da 5 lớp thưa quý vị nhé. Một chiếc bao da 5 lớp. Đó, một chiếc bao da 5 lớp. Hộp như này còn cũng còn khá là ổn, khá là lành lặn. Đó. Thì bác nào mua được nhấc máy liên hệ với em. Đấy, em sẽ chốt cho các bác đấy. Giá 15 triệu là giá quá mềm rồi, bởi vì là thời điểm trước đây em bán toàn là 16 triệu 5 cho đến 17 triệu 5. Những cái cây đàn đẹp ông nanh thì cây này nó chỉ có mấy là điểm chê là cái dạng cạnh này và hai cái chỗ mà gọi là bóng sơn này. Còn đó máy móc nguyên zin, cam kết quý vị bảo hành 2 tháng cho quý vị nhá. Giá 15 triệu bảo hành 2 tháng cho quý vị. Quý vị ở xa, quý vị có thể ngồi ở nhà xem chi tiết kỹ càng video này của em và xem nhiều những video đó quý vị biết. Quan trọng là quý vị có tin tưởng em không, mua hàng của em không. Nếu quý vị xem nhiều của video của em thì em biết quý vị biết ở bất cứ đâu em cũng gửi hàng được, ở xa thì em đóng hàng cực kỳ cẩn thận cho quý vị. Non qua rất là nhiều lớp xốp này, nhiều lớp bề đấy, và có lớp ni non để mà chống ẩm, chống mốc đó thưa quý vị nhá. Đó là cái điều mà quan trọng tin yêu nhất thì quý vị, để mà em gửi cái niềm tin tới toàn thể quý vị đang yêu mến và ủng hộ cho kênh của em và trung tâm của em, trung tâm nhạc cụ Hạnh Phúc. Địa chỉ của trung tâm nhạc cụ Hạnh Phúc là số nhà 49B đường Hùng Vương, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây, em sẽ khởi động cái đàn này lên cho quý vị xem. Đó. Rồi, để em để cái điện thoại vào đây. Rồi. Như quý vị thấy thì đàn nó cũng theo cái giá trị thời gian thì do người dùng và người sử dụng. Đó. Thì cái cây đàn thì hình thức là cũng như lúc đầu anh đã nói rồi. Đấy. Hình thức bên ngoài thì là họ không dán nylon nên là nó không được bóng bẩy, không đẹp như là những cái cây đàn mà được dán nylon. Giá cao các cạnh là cũng có bạc sơn và một số fill các nút bấm là nó có chuyển màu sang màu hơi vàng. Đấy, phím thì có chuyển màu hơi vàng một chút. Đó, đó là do cũng do mồ hôi tay của từng người dùng. Có những người dùng mãi thì phím với nút vẫn trắng tinh, nhưng mà người nào ra mồ hôi tay thì những cái nút bấm này hoặc là phím này đấy bắt đầu nó chuyển sang màu vàng. Đấy, hoặc đặc biệt là bạn nào mà hút thuốc lá nữa, hút thuốc lá lại cộng ra mồ hôi tay thì hai cái đấy nó quyện nhau thì đàn các nút bấm và các phím là cực nhanh vàng luôn. Đấy, em nói cho các bác như vậy. Thì cây đàn nó có sao em bảo vậy, vì em là trung tâm mua bán sửa chữa đàn thì em bán đàn uy tín chất lượng, có làm sao thì em báo làm như vậy cho các bác nhé. Rồi, thì bây giờ là em sẽ thử một số dữ liệu ở trên cây đàn cho các bác xem. Đấy, xem chi tiết về cái một số dữ liệu của cây đàn như nào quý vị nhé. Thì quý vị không biết giá rồi, em bán nhanh với giá là 15 triệu cho bác nào mà nhanh tay nhất để mà chốt được cái cây đàn này. Thì bác nào chốt được thì cứ nhấc máy liên hệ với em theo số điện thoại của em nhé. Rồi, bây giờ em sẽ thử một số thở tay ở trong cái đàn cho quý vị xem.
Rồi như vậy là em cũng thử qua chất lượng cây đàn một chút thôi, nhưng không demo về tay nghề cái gì cả. Thế quý vị nhá, em bán đàn nhưng không bán tay nghề, nên quý vị đừng quan tâm đến tay nghề em đánh đàn tốt hay là dở như thế nào cả. Thì quý vị thực sự quan tâm đến cây đàn này, em chốt giá là 15 triệu. Quý vị quan tâm thì xin vui lòng nhấc máy liên hệ với em nhé. Số điện thoại thì em nhắc lại một lần nữa là 0989 634 982. Đó, quý vị có gì thì cứ alo cho em. Rồi, em cảm ơn toàn thể quý vị đã chú ý và theo dõi cái video của em. Em rất mong được sự đóng góp của ủng hộ của quý vị nhiều hơn nữa. Thì quý vị xem cái video của em trên kênh của em mà cảm thấy là có nhiều cái lợi và bổ ích cho quý vị, thì quý vị giúp đỡ em, ủng hộ cho em, đó là ấn chia sẻ, ấn like, ấn chữ đăng ký màu đỏ bên dưới video để giúp cho kênh của em càng ngày phát triển mạnh hơn nữa, và em sẽ tiếp tục làm những cái video tốt hơn nữa để gửi đến toàn thể quý vị nhé. Rồi, em xin phép kết thúc video ở đây. Xin kính chúc toàn thể quý vị một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và tạm biệt.